nhà ơi, đây là quang cảnh mà mình là chuẩn bị trước cái ngày sinh nhật của Trâm Anh là ngày mai. Hôm nay là ngày thứ 6. Thì Thao cũng rất là may mắn có người bạn tới để phụ là Oanh. Thì phải phụ để mình nấu á, nấu mấy món luôn. Nấu một nồi bún bò Huế và chuẩn bị cho những cái món của ngày mai. Đó. Thì có người phụ thì là mới nổi, không thì mình sẽ chới giới. Bây giờ anh ơi. No, đẹp mà. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Rồi bây giờ mình qua ăn anh. Trời ơi đẹp quá chị Kim ơi. Trời ơi. 21 tuổi là được quyền uống rượu champagne. Cheers. Đẹp quá. Đi ra chút nữa. Cho Trâm Anh cái cầm này. Xong rồi khôi cầm kia. Đi ra chị Kim. Đây quang cảnh ngày sinh nhật hôm nay. Birthday 21 của Trâm Anh. Bàn của má, gia đình Thơ và bác Giao. Này bàn của bạn bè. Cả nhà thấy dễ thương không? Thiện đang chuẩn bị mồi lửa cho cái hai cái nồi ăn. Anh. Hello anh. Quá em.
rồi 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 hát hát bớt đẹp chứ chúc mừng mới định nha. Dạ dạ. Em mà sáng giờ chưa ăn gì hết. Ờ nhìn. Để đợi thử. Cái này có cay không chị? Ờ không đâu, không cay. Muốn ăn là phải thêm có sa tế rồi. Không phải phô mì. Hả? Có sa tế. Không phô mì. Đặc biệt. No, no mì, no mì. Thank you. Hai ba vô đi nè. Thao kêu đi, một hai ba đi. Rồi bây giờ một hai ba mình vô nha. Một, hai, ba. Chị đi em coi chừng chờ trước. Okay. Một, hai, hai, hai ba vô. Happy birthday chăm anh đi. Một hai ba. Happy birthday chăm anh. Sao cứ vô vậy trời.
Ừ ừ. Quay cái đi, quay có người bưng tô đó, có chả Huế, chả thịt, có này kia. Ở ngoài thấy bác mình đẹp hơn trên hình. Còn cái này là cô chị. Cô anh, cái này là bác à, anh này có rồi, anh cũng ba thao. Cô và là vợ của bác. Về đây có bây giờ làm gì? Bác nói gì? Đúng rồi, rất là ngon. À, ăn vừa nhớ quê hương và cũng nhớ lại mấy cô gái Huế bán bún bò. Dạ. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Đậu Trâm Anh nói gì đi chứ? Make a wish hả? À, chắc wish nhiều lắm hay sao lâu ha? Wow, happy birthday. Dễ thương quá. Ok, happy birthday con nha. Ok, dạ. Nó chầm chầm là con chết. Anh nổi sùng như vậy, anh mấy cuộc vận động. Rồi. Muốn chụp chứ bây giờ thì sao? Đẹp thiệt hả? Dạ. Thiệt thiệt ở cái chỗ này. Màu hoa thật trắng, ôi con được học nước này. Chưa nghe người yêu lắm như đang to đi. Chỉ thấy hoa thương, ta đâu mà sợ. A boyfriend. Ôi chạy ta, vẫn sống. Cái thứ mà sở chung.
Hai cái bánh chụp lại. Trâm Anh thân mến, nhân sinh nhật của cháu, bác cháu đàn bài Music Box Dancer để tặng cháu, chúc cháu nhiều điều tốt đẹp và may mắn trong tuổi mới.